Dạ, Vũ chào cả nhà. Hôm nay Vũ lại cùng với anh em trong nhóm từ thiện Họ đạo Cao Đài thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang đến để hỗ trợ với gia đình để đưa linh cữu của chú Trương Quang Minh 56 tuổi tại phường 2 thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang. Và bây giờ Vũ mời cả nhà cùng với anh em Vũ vào bên trong để làm lễ bái quan và đưa linh cữu của chú về nơi nghỉ cuối cùng nha. Và cả nhà đừng quên đi xem cho Vũ và anh em xin một lượt đăng ký, lượt chia sẻ và một lời cầu nguyện để hương linh của chú được siêu thoát về nơi cực lạc nha cả nhà. Vũ cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Và bây giờ Vũ mời cả nhà cùng với anh em Vũ vào bên trong nha.
Thank you.